Hello, xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 7:20 sáng thứ bảy. 7:20 sáng thứ bảy hôm nay ngày 18 tháng 6 năm 2022. Đang chuẩn bị đi vô quán cà phê Starbucks mua cà phê với lại nước giải khát cho đứa con trai. Mới lúc nãy trên đường đi mình tấp qua quán cà phê Đân Kình ở gần nhà mua cái ly trà đá buổi sáng nè. Xin mời các bạn uống trà đá buổi sáng. Để mình bước vô mình mua ly cà phê ở trong Starbucks xong xuôi mình đi ra trên đường mình lái xe về nhà mình quay cảnh giải trí kể chuyện về cái tình hình chiến sự Ukraine. Mới vừa vô Starbucks ở trong cái chợ thực phẩm Sita Market mua một ly cà phê với một ly dâu giải khát Starbucks. Cà phê này là cà phê loại mạnh, uống dạng như cà phê của Việt Nam mình vậy đó. Trước khi dạo đề thời sự về tình hình Nga Xô xâm lăng nước Ukraine á, muốn chia sẻ với các bạn cách nay 2 hôm mình có post một cái bài về cái đồng tiền Bitcoin đó. Mình có nói, mình có post ở trên cái kênh mình nói là vào cuối tuần này giá của Bitcoin là nó sẽ xuống dưới 20.000 đô la. Thì sáng nay trên các đài tin tức á, mở mạng ra đó là họ thông báo là nó đã sụp đổ, nó xuống, mỗi đồng tiền Bitcoin nó xuống dưới giá. Sáng hôm nay là thứ bảy ngày 18 là nó đã xuống dưới giá 20.000 rồi, nó đang trên đường sụp đổ. Thì cái câu hỏi đặt ra đó, tại sao nó hấp dẫn nhiều người? Anh nói đồng tiền Bitcoin nó không có vô giá trị đâu, cái này không phải là mình, nói chung con người của mình á, có một số người á là người ta tin dị đoan mê tín á, mấy cái người này là người ta dễ tin tầm bậy tầm bạ lắm. Thì có nhiều người người ta nói vậy chứ làm sao mà thuyết phục, nếu mà nói đồng tiền Bitcoin nó vô giá, nó kiểu như nó không có giá trị, làm sao mà thuyết phục, trong khi người ta đầu tư là bậc tỷ 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 tỷ.
đã nói nó là đồng tiền ảo rồi. Nếu mà các bạn trở về lịch sử từ lúc đầu á, từ lúc đầu mà đồng tiền Bitcoin người ta lên sàn người ta bán á, vài chục đô la. Thì nếu mà mình so vài chục đô la mỗi một đồng tiền Bitcoin đó, thì cái giá trị của thời đó đó, vài chục đô la đó là nó không có là bao nhiêu, nó không phải là tỷ tỷ. Tỷ tỷ chẳng qua người ta nói thôi. Có nhiều người nói cái giá trị của đồng tiền Bitcoin bao nhiêu tỷ, bao nhiêu tỷ làm sao anh nói, làm sao mà anh thuyết phục được tôi. Nói về thuyết phục á, các bạn nhớ tập niên 80 ở Việt Nam của mình á, mấy cái người mà người ta bán thuốc bắc Sơn Đông bãi vỏ đó, mấy người bán thuốc bắc á, thì người ta bán cái này á, nó tương tự như mấy cái người mà đi dụ mình mua cái đồng tiền, chơi cái đồng tiền Bitcoin đó. Người ta muốn bán cho mình một cái thang thuốc, thì làm sao? Người ta đâu có cầm một cái thang thuốc thẳng tới gõ cửa từng nhà mà người ta thuyết phục mình. Đó, người ta bày ra một cái đoàn xiếc Sơn Đông. Đó, người ta kêu mình quy tụ ngồi lòng vòng xuống coi người ta biểu diễn ảo thực xiếc. Xong người ta xiếc giữa chừng á, cái người ta ngưng lại, người ta quảng cáo bán những cái loại thuốc, thuốc nam, thuốc bắc gì đó, thuốc mình đem về nhà để mình nấu, mình uống đó. Thời thập niên 80 ở Việt Nam của mình đó, thì cái người mà bán thuốc đó đó, người ta có những cái lời, những cái lời lẽ hay, người ta đã huấn luyện, người ta chuyên nghiệp rồi. Người ta nói bạn nào mà đi đái đêm hay là bệnh yếu thận hay là tiểu đường cái gì đó bá bệnh đó, bạn mua cái gói thuốc này về đi, tôi bảo đảm, hốt một cái gói thuốc này về đi, tôi bảo đảm là các bạn sẽ không còn đi đái đêm nữa, không còn bị yếu thận nữa. Người ta dụ mình, người ta dụ mình là bởi vì nếu mà cái thang thuốc đó nó thật sự là nó trị bá bệnh á, thì trên cõi đời này không có ai đi đến gặp bác sĩ, không có ai thuê bác sĩ gia đình, không có ai cần mở phòng mạch. Người ta chỉ cần đi tới cái ông ảo thuật Sơn Đông á, ông xiếc á, người ta hốt cái thang thuốc, người ta mua thang thuốc của ổng về uống là hết đi đái đêm, hết bị tiểu đường, hết bị cao máu. Thì cái đồng tiền Bitcoin nó cũng vậy. Vào những năm gần đây á, thì người ta chỉ có nghe đồn Bitcoin, Bitcoin thôi, nhưng mà người ta không có biết cái lịch sử của Bitcoin là ngay cái lúc đầu á, là cái giá trị của nó chưa tới mỗi 100, vài ba chục đô la, vài ba chục đô la. Thì làm sao mà có nhiều người người ta hấp dẫn đồng tiền Bitcoin? Thì trước đây mình cũng có chia sẻ rồi, mình nói đó, đồng tiền Bitcoin đó là họ thời gian đầu đó, họ cho mình có lời. Thì khi mà mình có lời á, mình đi lòng vòng mình nói cho người thân của mình nghe. Ví dụ như bây giờ mình mua vô một cái Bitcoin đi, cách nay 5-6 năm mình mua tầm 20-30 đô, mình nói ví dụ bây giờ nó lên cái giá 70 ngàn, thì tất cả mấy cái người mà người thân của mình, ai cũng nhìn vô cái sự lợi nhuận của mình trên cái đồng tiền Bitcoin, thì tâm lý mà con người mà ai cũng thấy như vậy, người ta nhảy vô. Thì cái giá Bitcoin á, nó lên á là nhiều người người ta mua thì nó mới lên, còn khi mà nhiều người bán á, là nó xuống. Cứ mỗi khi mà nhiều người lên á, thì ngày xưa đó người ta thấy bạn bè người thân, người ta thấy người này người nọ trong lớp học, trong trường đại học, trong trung học, thầy cô giáo, nhà đầu tư, người ta thấy người này mua Bitcoin có lời, sắm nhà sắm cửa, người ta ùng ùng người ta đi mua. Đó, thì tất cả mọi người người ta mua thì cái đồng tiền Bitcoin nó đi lên. Còn bây giờ đó, người ta
biết được á là trong tương lai á, là cái đồng tiền Bitcoin nó không có bị, nó không có ổn, đâm ra người ta mới ùng ùng người ta đi xả hàng, người ta bán đồng tiền Bitcoin. Thì khi nhiều người bán á thì nó đi xuống. Nhưng mà người ta gọi cái đồng tiền Bitcoin, chứ thật ra nếu mà một cái người mà sáng dạ đó, người ta không cho đó là cái đồng tiền, người ta chỉ có nói, người ta chỉ đặt nó ra cái tên thôi, chứ nó chỉ là cái số ở trong cái di tính, chứ nó chả có tiền có bạc gì hết. Các bạn có thấy khi nào mà ai cầm cái đồng tiền Bitcoin mà đi vô mà mua cà phê Starbucks không? Không có. Người ta chỉ nói tiền tiền thôi, nhưng mà nó không có tiền, nó là con số. Thì mấy cái nhà trí thức người ta mới đặt ra cho nó một cái tên điểm là đồng tiền số. Nhưng mà nó không phải là tiền. Tại vì tiền á không thể nào mà nó xuống trên 50% trên cái giá trị của nó. Không thể nào nó xuống. Nếu đã gọi là tiền á, chẳng hạn như các bạn thấy đồng tiền đô la đó, nó xuống vài phần trăm thôi, nó xuống vài phần trăm thôi, cái đồng tiền đô la đó nó không có xuống, cái giá trị của nó không có xuống trên 50%, mà cái đồng tiền Bitcoin á, nó dùng cái từ, nó đặt cho cái tên đồng tiền, đã gọi là tiền rồi thì làm sao mà cách nay 2 tháng mỗi một đồng Bitcoin là 69.000 đô la, bây giờ xuống còn có 19.000 đô la. Nếu mà gọi là đồng tiền thì nó đâu có xuống nhiều như vậy được. Đó thì nó dùng đủ thứ từ ngữ để mà nó dụ người ta đi vào đầu tư mua đồng tiền Bitcoin. Thì nó dùng những cái từ như là decentralization, decentralization, nói nôm na đó là chúng tôi chán nản với những cái đồng tiền đô la, những cái đồng tiền mà xã hội người ta dùng, đồng tiền đô la hay đồng tiền cụ hồ, đồng tiền euro đồ này nọ vậy đó. Bây giờ chúng tôi muốn lấy cái đồng tiền số này ra để chúng tôi thay thế cái đồng tiền đô la hay là những cái đồng tiền của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đó là cái từ decentralization. Họ dùng cái từ ngữ để mà họ thu hút người ta. Thì trong cái xã hội mà có một số người thì người ta thích đi ngược lại. Thì khi mà người ta nghe nói ô, nếu mà mình kéo nhau mình ủng hộ cái đồng tiền ảo số này, Bitcoin này á, để tương lai mình thay thế cho cái đồng tiền đô la hay đồng tiền euro hay đồng tiền cụ hồ vân vân. Đó, cái chính là họ muốn thay thế. Thì họ dùng những cái nhiều cái từ á. Nói một cái ví dụ đơn giản cho các bạn hiểu. Thường thường á, các bạn không có mua bảo hiểm nhân thọ. Không có mua bảo hiểm nhân thọ. Các bạn không có để ý. Cái bỗng dưng cái một ngày nào có một cái người mà người ta bán về bảo hiểm nhân thọ đó, người ta tới người ta nói chuyện với mình. Nhưng mà những người này người ta đọc sách vở, người ta có chiêu thức để mà người ta thuyết phục mình. Người ta nói á, tại sao cái xe của anh nó chỉ là cái xe thôi mà anh dám bỏ ra hàng ngàn đô la mỗi năm anh mua bảo hiểm cho cái xe. Còn cái nhà nó đâu có quan trọng bằng cái tánh mạng của anh đâu mà anh bỏ ra hàng ngàn anh mua cái căn nhà. Tại sao anh không mua cái bỏ tiền ra anh mua cái bảo hiểm nhân thọ cá nhân cho anh, lỡ như anh leo núi, anh đi cắm trại, anh đi đâu đó anh bị té, bị trật chân, có tình huống gì đó cái bảo hiểm nó đền cho anh. Anh thấy chưa, cơ thể của anh, cuộc đời của anh nó đâu có quan trọng bằng cái xe với cái nhà, mà tại sao anh đầu tư vô hàng ngàn đô la anh mua bảo hiểm cho cái xe với cái nhà mà anh không mua bảo hiểm nhân thọ, mua bảo hiểm cho cơ thể của anh. Đó,
cái mình nghe chí lý quá, đó là những cái lời mà họ dụ, thì nó cũng y chang như lại đồng tiền Bitcoin thôi. Rồi mấy cái thằng cha nội mà salesman là mấy cái ông mà broker, mà mấy cái ông mà bán mình lấy cò đó, mấy ông làm ra những cái kênh YouTube, mấy ông nói ôi các bạn ơi đừng có lo, bây giờ đây là cái thời điểm nó thử thách mình đó, đừng có bán đồng tiền Bitcoin, nó sẽ lên lại. Cách nay 2 tuần họ cũng nói như vậy, là cái giá nó 30.000. Bây giờ ai mà lắng nghe họ thì trong 1 tuần là người ta bị lỗ hết 10.000 đô la. Họ tìm cách họ dụ, họ nói đây là thời gian thử thách, đừng có lo. Các bạn nhớ không, năm 2008 nó mình cũng xuống đáy, rồi mình cũng giật dây lại, mình cũng lên lại. Các bạn hãy nhìn kìa, trong lịch sử kìa, chứng khoán kìa, họ cũng sụp đổ vậy nhưng mà cuối cùng họ lên lại. Họ tìm những cái lời để mà họ dụ dỗ mình, nói chuyện cho mình chí lý, mà họ quên rằng á, chứng khoán á là người ta còn sáng chế ra cái này cái kia. Ví dụ như bây giờ mình mua chứng khoán Tesla hay mình mua chứng khoán của Apple đi, táo đi, hay là chứng khoán của VinFast đi, ví dụ, thì khi mà người ta làm ăn lỗ lã, kinh tế nó suy sụp, nhưng mà người ta vẫn còn hoạt động, người ta cũng còn cố gắng. Thì một ngày nào kinh tế nó thịnh vượng, khi nào mà người ta sản xuất ra những cái sản phẩm nó hay, nó thu hút, người ta bán chạy. Còn cái đằng này đồng tiền Bitcoin nó không có là cái gì hết á, nó không có sản xuất ra được cái gì hết á, thì làm sao mà so sánh được nó với lại chứng khoán. Còn có nhiều người á, người ta bán địa ốc á, người ta dụ mình, người ta nói thôi à, kỳ này á hả, nhà nó không có xuống giá đâu, nó không có xuống giá giống như năm 2006, 2007, 2008 đâu, thị trường địa ốc ở Mỹ. Tại vì thời đó đó, ngân hàng á, đụng ai cũng cho dây tiền đó, người không đi làm, vô gia cư cũng cho dây tiền. Nhưng mà người ta quên rằng á, cái thời đó đó, mặc dù là chính phủ họ cho tất cả mọi người dây tiền dễ, nhưng mà cái lần này á, là cái giá xăng nó lên, nó lạm phát 3-4 thứ rồi, nhiều chuyện lắm. Rồi tình hình đại dịch nữa. Năm 2006, 2007, 2008 đâu có đại dịch. Tại vì khi mà đại dịch á, có nhiều người người ta ngại đi làm. Vì cái lý do đó đó mà hiện tại bên Mỹ á, tất cả các cơ sở kinh doanh đó, người ta đang thiếu người làm. Đang thiếu người làm là do tình hình đại dịch đó, người ta không có muốn đi làm. Ngày xưa đó thì 10 người người ta đi làm 10 người. Còn bây giờ đó 10 người á, hết 4 người người ta ở nhà vậy. Người ta tìm cái công việc khác người ta làm. Làm việc ở nhà, làm việc ở trên mạng, làm việc nói chung là làm nghề tự do, không có đi làm công như ngày xưa. Thì do đó đó, ở bên Mỹ bây giờ người ta thiếu công nhân rất là nhiều, thiếu nhân viên rất là nhiều. Đó thì Bitcoin đó, nó cũng y chang như vậy đó, người ta dùng những cái lời lẽ người ta dụ dỗ mình. Thì lúc đầu đó người ta thấy ai cũng có lời hết á. Cái người này có lời đó, người ta đi truyền miệng, người ta nói cho người kia nói cho người nọ. Thì ai cũng dí vô mua thì nó lên. Cách nay mấy tuần ở bên Việt Nam cũng vậy, báo chí cũng đăng. Cái lúc mà Bitcoin nó sụp đổ từ cái giá 69.000 nó xuống giá 30.000 cách nay 1 tháng. Báo chí Việt Nam đăng nói cái quốc gia El Salvador đổ mấy chục trăm triệu vô mua Bitcoin. Tới lúc cách nay 2 hôm Salvador tuyên bố là họ lỗ mấy trăm triệu đô la, do cách nay mấy tháng người ta đổ tiền vô người ta mua đó. Thì báo ở bên Việt Nam họ lại không đăng. Cũng giống như tỷ phú Tesla là cái ông Elon Musk đó, cách nay 2 hôm ổng cũng công bố là ổng lỗ tiền Bitcoin, là ổng lỗ là
mấy tỷ đô la đó. Báo chí Việt Nam cũng đâu có dám đăng. Cái lúc mà người ta lên á thì họ chỉ đăng thôi, còn cái lúc xuống á thì họ lại không đăng. Mấy cái thằng cộng sản này nó xạo lắm. Đó thì về cái tình hình mà chiến sự ở bên Ukraine á, cái thằng Nga Xô á, hồi ngày hôm qua đó, ngoại trưởng của Nga Xô á, nó lên nó họp báo ở trên cái kênh BBC, rồi sau đó trên toàn thế giới người ta thông tin á, cái thằng ngoại trưởng Nga đó nó khẳng định đó là nó chưa hề xâm lăng nước Ukraine, nó chỉ dùng mà chiến dịch quân sự thôi. Nó đi qua nước Ukraine đó là nó nói là cái phần đất đó đó là ngày xưa đó là nó thuộc về của Ukraine, bây giờ nó đi qua để mà nó lấy lại những gì của nó thôi. Thì cái người phóng viên phỏng vấn đó, mình có coi trên cái kênh TV đó, người phóng viên phỏng vấn á hỏi cái ông ngoại trưởng Nga đó về cái lý do tại sao mà Nga xâm lăng Ukraine. Ông nói, ông trả lời cái ông ngoại trưởng Nga, ông nói mày nói cái gì, xâm lăng cái gì, chiến tranh cái gì, tụi tao đâu có chiến tranh với ai đâu. Rồi có một số người đó, người ta không có cái lòng cảm thông, cái tình người, tiếng Mỹ gọi là humanity, người ta không có cái tình người. Người ta nói cái chuyện nội bộ của Ukraine thì kệ họ đi, hơi sức nào mà xí vô đi qua bên đó làm lính tình nguyện chi. Ukraine đâu phải là cái quốc gia của mình. Người ta sinh ra trên cõi đời này, người ta không có biết cái lòng nhân đạo của con người. Nếu mà trên thế giới mà người ta nghĩ như vậy, đâu có ai mà người ta nhận tị nạn người Việt Nam của mình đi trên khắp thế giới. Tất cả mọi điều là humanity, là nhân đạo, tình người. Chứ trước khi những cái người mà tình nguyện mà người ta đi qua bên Ukraine, người ta giúp đỡ Ukraine để mà chiến đấu với Nga, là người ta đã biết những điều người ta làm. Cũng giống như trước đây cái thằng Pol Pot đó, nó ăn hiếp người Campuchia đó, rồi mấy thằng cha nội cộng sản lùa mấy cái em thiếu nhi đi bộ đội đi qua bên miền đánh với Pol Pot đó. Nếu mà nói như vậy thì tại sao chuyện của người ta mình không để cho người ta đi, mình xía vào? Cái lý do đó mà mình đi qua Ukraine á, mình giúp Ukraine á, là về cái sự tình người, cái sự nhân đạo, con người với con người, mình có cái tình người, mình giúp đỡ lẫn nhau. Rồi báo chí ở bên Việt Nam nói nhờ thằng Nga Xô nó xâm lăng thằng Ukraine, mà bây giờ hả, nó bán dầu xăng nó lời, thằng Nga Xô nó lời quá chừng. Đồng ý là trên thế giới người ta nói nó là thằng Nga Xô đó nó lời rất là nhiều, do mấy ngày gần đây đó là giá xăng dầu nó lên cao. Nhưng mà bao nhiêu tiền lời là nó đổ vô cho cái tiền chiến phí súng đạn đồ gì đó. Thì cuối cùng là bao nhiêu cái tiền lời mà bán xăng dầu của thằng Nga là nó trở thành con số 0. Là tại vì cái tiền lời đó là nó phải đem dùng cho cái chiến phí. Mỗi một cái trái quả tiễn tầm xa cái giá trị nó là bao nhiêu, mỗi một người lính tử trận là nó phải đền tiền tử là bao nhiêu, mỗi viên đạn nó bắn ra là bao nhiêu, mỗi một chiếc xe tăng mà nó bị cháy thành tro đó là nó bao nhiêu. Thì bao nhiêu cái tiền xăng nó bán, xăng dầu nó bán rồi nó cũng trả vô cái tiền chiến phí mà thôi. Đó thì cái thằng Nga đó nó ba xạo lắm, nó nói
vũ khí của phương Tây đó viện trợ cho Ukraine đó là nó vô ý nghĩa. Mà nó nói vô ý nghĩa, nó quên rằng á, những cái vũ khí này á, bắn cháy biết bao nhiêu chiếc xe tăng của nó, của thằng Nga Xô. Nếu mà vô ý nghĩa gì, tại sao xe tăng của nó, thiết giáp của nó, lính của nó bị tử chặn? Cộng sản nó nói chuyện đừng có bao giờ tin. Nó nói vậy chứ không phải vậy đâu. Cái bọn cộng sản hả, nó tuyên truyền mạnh, nó tuyên truyền ghê lắm. Xe tăng của Nga Xô hả, nó bị bắn cháy thành tro luôn do súng đạn của phương Tây người ta viện trợ, mà nó nói không sao. Rồi nó còn nói vậy chứ, mấy cái nước phương Tây cấm vận Nga Xô á là tự họ hại họ thôi, chứ không có thành cấm vận nước Nga Xô, không có thành vấn đề. Vũ khí của phương Tây á họ viện trợ cho Ukraine không có thành vấn đề. Các bạn nên hiểu á, đó là những cái lời lẽ họ trấn an dư luận mà thôi. Tại vì nếu mà họ không lên tiếng á, thì người dân của Nga Xô á, người ta phập phòng, người ta sợ. Người ta sợ. Cho nên nó phải nói như vậy á. Ô các bạn đừng lo, đồng bào đừng có lo. Cái bọn đế quốc nó giúp đỡ, nó viện trợ tiền bạc vũ khí cho Ukraine, nó không có là cái gì. Làm sao không có là cái gì? Nếu mà cái chiến tranh á, mà nó kéo về đường dài coi, nhiều năm coi, cái thằng Nga Xô hả nó kiệt quệ luôn. Tại vì tiền bao nhiêu á, nó bán xăng bao nhiêu á là nó phải đổ vô cho chiến phí. Mà vũ khí của nó có bao nhiêu á là nó xài dần dần nó cũng phải hao mòn. Ví dụ ngày xưa đi, nó chưa có chiến tranh á, thằng Nga Xô nó chưa có chiến tranh á, thì nó có 1.000 cái chiếc xe tăng, nó có 1.000 cái quả tiễn tầm xa. Thì trong một cái ngàn đó đó, nó ra, nó đem ra, nó sử dụng ở trên chiến trận xâm lăng ở bên Ukraine, thì dần dần á 1.000 á nó phải xuống còn 700, 800, 500. Tại vì trong cái quá trình nó bị cấm vận, nó đâu có sản xuất được. Các bạn hiểu mình nói không? Chứ nó đừng có bài đặt mà nó ba xạo, mà nó nói thằng Nga Xô, mà nó nói phương Tây viện trợ giúp đỡ cho Ukraine, vũ khí tiền bạc không thành vấn đề. Nó nói gì chẳng qua nó chấn an dư luận người dân, nó làm cho người dân Nga Xô đó, nó tuyên truyền, nó nhòi sọ người ta, nó làm như vậy để cho người ta tin, để cho người ta an tâm. Là tại vì con cái của người ta đang đánh giặc ở trên chiến trường mà, các bạn biết không? Nó phải nói như vậy để làm cha làm mẹ có con của mình nó đang ở trên mặt trận. Cha mẹ đừng có lo. Bao nhiêu tiền xăng dầu của nó là nó chỉ có đủ trả cho tiền chiến phí của nó mà thôi. Báo chí Việt Nam mẹ biết con mẹ gì, nói trời ơi thằng Nga Xô hả, dạo này hả nó lời quá chừng lời luôn, bắn xăng dầu tiền quá chừng luôn. Về đường dài á, thì thằng Nga Xô á, là nó bị thua nhiều mặt lắm. Giống như mình vừa nói đó, 1.000 chiếc xe tăng á, thì chiến tranh kéo dài á, thì nó sẽ còn xuống vài chục chiếc. 1.000 cái quả tiễn tầm xa đó, về đường lâu đường dài á, nó cũng còn vài chục cái quả tiễn. Tại vì trong cái quá trình mà người ta cấm vận nó đâu có tiếp tục nó sản xuất được. Sản xuất là nó phải cần mua những cái đồ phụ tùng của nước này nước kia, nó đem về nó gáp. Đó thì sáng thứ bảy trên đường đi mua cà phê, bỏ ra chút thời gian giải trí đến với tất cả các bạn. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của các bạn. Xin chúc cuối tuần cho tất cả các bạn có nhiều vui vẻ. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn lại clip kỳ sau.